Rồi sao rồi cô ơi, lên tới đây khỏe chưa? Khỏe hả? Chị ơi đi cái này là mới biết thương mẹ cái gì. Dạ. Giống như mẹ đẻ vậy. Ôi cảm ơn cô nghe. Ôi cô xúc động quá luôn quý vị ơi. Nam mô A Di Đà. Dạ kính chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn cùng các đồng đạo gần xa kính mến nè. Dạ hiện tại thì con Dương Cầm đang ở trên điện kính cùng với bà con, đó là đoàn U Minh và Thượng và U Minh Hạ ha. Dạ kính giờ bà con đang ở điện kính để coi quý vị. Dạ thì hiện tại bà con mình đang ngồi lại, đã một chút xíu nữa là có một vài lời nói ở điện kính nha quý vị. Đây bà con đang ngồi để mà nghe. Hello nghe, chào Ngọc Diệp nghe. Nhớ tên em gái rồi. Rồi quá mình ngồi đó mình cũng tránh cho cái đường xe chạy tới lui quý quá. Tối nay 7 giờ có nha quý vị, nhớ đón xem quý vị ơi. Kính thưa cùng toàn thể quý cô bác và anh chị em kính mến, thì buổi sáng ngày hôm nay là ngày 24 tháng 3, ngày nay cũng là thứ ba mà bác chúng ta đã tham quan hiến cảnh. Sáng ngày hôm nay thì đoàn chúng ta đến đây gọi là điện kính. Quá mình biết điện kính trước mặt thì chúng ta thấy cái hình là con rùa ha, và mình chung sâu vào bên trong mình đi ra bên ngoài đó, cái trong á thì là điện gắn, thì gọi là hang gắn đó gì, cái ông nhìn thấy cái ngõ đi ra giống là rùa, mà mình chung vô trong á có hình giống gắn, gọi là hang gắn đó cô bác. Và hôm nay chúng ta rất là vui vẻ một cái buổi sáng tinh sương để rồi bắt chúng ta đi tham quan viễn cảnh. Mình đi chuyến này là mình giải nghiệp, bắt gọi là giải quả căn. Mà hỏi bác mình làm vui không à? Nếu vui chàng có tay à? Quá vui luôn. Thiệt quý vị mình đi nghe. Đi chuyến này cái bệnh gì không hết chứ là bệnh cảm hết trơn à. Đúng vậy. Dạ, đừng mà đổ mồ hôi cho là bệnh cảm mà hết lắm. Cổ vậy mình là nhức tay, nhức giò, nhức khớp nè. Thấy không? Bác mình đi đi, gán mà lại bộ. Nếu quý vị nào mà lớn tuổi quá đó mà đi không nổi đó thì mình đi xe đò. Mình bao đi vòng vòng, tới địa mình số thì mình xuống. Vậy đó quý vị. Nên bác mình thấy không? Mình đi một cái đoàn tham quan hành hương. Là chúng ta là sao quý vị? Là với sự mà đoàn kết thương yêu nhau. Mọi đó, mỗi người, mỗi nước, mỗi non. Mà sao quý vị? Bước vào của đạo sao bác? Bước vào đạo sao? Như con một nhà, đúng không vậy? Trời ơi. Mà đêm hôm này đó bác, mình ngủ nghe một cái buồn vậy là mấy chục cuộc. Kiếp trước chắc có duyên nhau, kiếp này được ăn cơm tha uống phùng. Kiếp trước chắc có tương phùng, đêm hôm nào vậy mà được ngủ một bằng kia. Nên là ăn gặp thể nè, ngủ gặp thể nè, mấy trăm người vậy mà vậy mình chẳng có một tiếng nào mà cự cãi nhau, thấy không? Đó. Có nghĩa là mình chỉ là ngủ gặp thể là thể thôi. Đó, mà nếu như mà cái đoạn mình mà nếu mà không đi núi mà không ăn chay nha, thiệt vô cái bàn chừng là mời người hơn xíu là lộn đó. Thấy không vậy? À, mình đi là những sự đoàn kết thương yêu nhau như con một cha để dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Thôi buổi sáng ngày hôm nay để gieo duyên cùng tất cả quý vị mình thì chúng tôi xin được trân trọng hiệu là đồng đạo nghĩa,
đến đây sẽ kể qua những câu chuyện đạo để cho quán mình có một tinh thần để rồi mình chung hang nói gì đó. Trước khi đồng đạo Nghĩa mà lên diễn đàn đó, giờ hãy đọc lại một bài giảng nha. Chơi chàng vỗ tay đi. Giờ xin hiểu là đồng đạo tặng cả đọc bài giảng để bắt đầu cho Nghĩa lên. Có biết là đây là Nguyễn ra tặng, là người cắm bông rất đặc biệt có gì. Thôi mọi ủng hộ trong càng có tay ra. Chờ phải không? Mô Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì buổi sáng hôm nay thì tới đây thì thấy giúp cho bài hát mang tên thì thật để đạo rồi cũng lần lần anh cháu cũng chia tay quý vị, ta tại vì nhà cấp bông nữa. Dạ. Bông người chết rồi sống. Người này còn sống nha, cấp bông này là cấp bông cấp bông này là cấp bông sức giá. Cấp bông mà trong luôn chết. Rồi thôi giờ đây thì để mất thời gian để xin hát lại bài hát mang tên Qua Từ Bi. Quê ngàn nghèo hương thơm, chim liễu lo chân trời hoang vắng, bừng mưa sáng soi mọi đường, chân trời mây lần che phủ, mừng thầy tây sông mở khai đạo lần phố sinh. Lần quà nhau há bút thành giáo đạo Nam Phương, nguyện cứu đời thì chẳng quản nắng sương, sống thiền giác ước đưa sanh chung, viên dương trần học Phật tu nhân, đệ tử trọng ăn cầu sanh lạc quốc. Câu điều Phật pháp buổi sáng ngày hôm nay xin hơi cùng thử vị là nhân duyên hội ngộ hôm nay đồng đạo Nghĩa đến đây chuyển khai lời vàng muốn cho linh động diễn đàn, xin mời ủng hộ cho một càng phát tay ạ. Buổi sáng của ngày hôm nay cả đoàn chúng ta tập trung ở tại hang Điện Kính để chúng ta nghe được qua lời của huynh Nghĩa chia sẻ tặng quý vị là một món quà tinh thần, sau đó để chúng ta cầu nguyện để chúng ta đi hang. Nên cô bác anh chị em chúng ta ủng hộ tinh thần để nghe, sau khi đem lại cái phước báo đem về nhà hồi hướng cho gia đạo được bình an, chịu không? Dạ, đề nghị cảm ơn mấy cô và mấy chú. Bà con đến thăm hồi lúc mà đi bệnh núi Két đó, đại với đại Dũng đã từng gắn bó với bà con. Nhưng mà trả về nước ông Cấm á, vì các anh, các huynh, các đệ rất là nhiều, cho nên cái phần đó đề nghị cái nhường lại. Thì hôm nay được đứng đây để mà ăn mắm hay là trồi lên để gặp gỡ với bà con. Mong bà con mình ủng hộ cho đề nghị 30 thôi, được không bà con mình? Dạ, một là cái người giảng viên đứng ở trên diễn đàn nói á, là kỹ nhất là nói ở mấy cái điểm mà như gì. Một là lao sao, hai là người khách người ta có hiếu kỳ đi thăm thịnh vượng một buổi sáng vui tươi tràn đầy và hạnh phúc. Chút nữa chung hàng nhớ lên nè bà con mình cũng ơi cả tôi nha. Phải nói rất là tuyệt vời quý vị, để nghĩ rất là quan hỷ được gặp bà con mình ở đây, để nghĩ rất là vui quý vị. Quê thì để nghĩ với bà Dũng ở Chợ Mới, mà bây giờ Dũng á nên lên núi tu quý vị, đại thể với Chợ Mới. Thì thường thì hai anh em đi cặp, nhưng bây giờ tách ra quý vị,
nhưng mà được gặp bà con với Cà Mau mình rất là vui quý vị. Chút xíu nữa là từ giả bà con ra đi bằng thể xác về bằng cái ô của quý vị. Quý vị biết không? Trong 4 tháng dịch, 4 tháng dịch từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 8 là đại nghĩa chuyên làm trà thiện như nhổ cải, rồi nhổ hành, rồi nhổ tất cả những cái thức ăn mà rễ lên thành phố quý vị. Vì đồng bào của chúng ta đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Lúc bây giờ đại nghĩa sách ra đưa lên xe bị ép không ngày trăng dầm tháng 7 quý vị. Chút xíu nó lên đường quý vị. Tôi nói mang cái chứng bệnh này à chết còn sướng hơn là sống quý vị. Mỗi một lần nó ho lên một cái ha là nó cứ đừng dở tung cái đầu. Nằm là nằm sóc thôi quý vị. Ăn chỉ là một hai miếng cháo thôi. Quý vị biết không? Nước mắt nè, nước mũi nè, cái bằng nó tràn ra. Nó nhức đầu nó lắm. Tôi nói bệnh đầy. Tôi nói chết còn hơn sướng là sống. Cái lúc mà đệ nghĩa bị đi là cách ly đó, lúc đó là có khoảng 80 người mà trong phòng chỉ có 6 người thôi. Tới cái ngày thứ 10 á, đệ nghĩa bị cách ly tới cái ngày thứ 10 á, lúc đó mình mơ màng, mình thấy mình đi ra biển quý vị. Đi ra ngoài biển trời trăng mây nước gì đó. Có cái tiếng ở trên không? Nghĩa, trở lại, nghĩa, trở lại, kêu 3 lần như vậy. Đệ nghĩa giật mình trở lại quý vị. Thì bên kia khiên gian bà quý vị. Ở trên giường á, ở trong cái phòng đó là cái bàn chứ không phải là giường, mà 6 người mà chết 3 người quý vị. Nghe nói là mình chết luôn rồi. Lúc bây giờ mình không biết làm sao. Tập trung vào niệm Phật quý vị. Bây giờ còn cái niệm Phật nữa thôi, chứ ngoài ra là không có cái gì cứu mình được hết. Niệm Phật mà đứt dây chuỗi luôn quý vị. Tới lúc mà đuối quá mới giái giá cổ quyền các tổ ông bà Phật tổ Phật thầy quan sinh đẳng đại thần chư quan cổ thần chư vị sinh thần chư vị năm non bảy núi, nếu con còn duyên ở cõi này thì cho con hết bệnh, con tiếp tục làm từ thiện nữa, nếu con hết duyên thì cho con chết về cõi tịnh độ. Từ 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 qua tới cái ngày thứ 15 có gì nó dịu xuống, rồi lúc đó người ta mới cho về nhà cách ly thêm 2 tuần nữa. Quý vị biết không, pháp môn tịnh độ là cái pháp môn nhiệm màu độc nhất vô nhị trong cái thời kỳ mạt pháp này quý vị, có một chứ không có hai. Nếu ai mà hành trì pháp môn tịnh độ thì cái người này sẽ vượt lên hết tất cả quý vị. Như bằng chứng đề nghĩa, nếu mà không niệm Phật, không kiên cố niệm Phật thì lúc đó đề nghĩa đứt bóng hữu gì. Một, pháp môn tịnh độ, nếu ai niệm Phật, người này hung trở thành hiền, mà người này xấu trở thành đẹp, người này mắc duyên trở thành có duyên quý vị. Đặc biệt là như vậy. Hồi xưa đề nghĩa rất là xấu. Đề nghĩa xấu lắm, nhưng mà niệm Phật biết có gì nữa quý vị. Nhìn có gì không quý vị? Có gì giữa ta? Cho nên nhà niệm Phật có gì? Nhà niệm Phật mới có duyên, mới đẹp quý vị. Thường thường nó hỏi ông Nghĩa ơi, hỏi tôi gì nè? Mà không nhìn gì cho nó ông Nghĩa. Sao có môi ông đỏ chưa? Ông có xăm không? Ông có tha son không? Tôi nói không. Nhà tôi niệm Phật nó lên màu. Quý vị gì? Quý vị? Ai mà nóng tánh niệm Phật trở thành nguội quý vị. Ai mà ghen niệm Phật sẽ hết ghen. Đúng không quý vị? Đúng không? Dở thai. Cho nên ở dưới Hòa An có cái cô này, cô Bảy mà mình ở nói tên quý vị. Cô sống với gia đình suốt mấy chục năm mà có 2 đứa con, tự nhiên ông chồng ông sang ngang quý vị. Ông chồng sang ngang, sang ngang rẻ bến tắt đường duyên quý vị. Cô ghen ha, cô chửi ha, cô chửi không bằng. Nói thật với mấy cô, cô chửi bằng tơi tả qua lá cành hết. Gặp ai cũng chửi hết, đầu bù tóc rối như là cái người phùng. Quý vị biết mà đàn bà ghen mà có thể giết được là giết. Chửi của bạn ha. Họ chữ giờ là cao cao chi tổ, mà diễn chi tâm, thúc bá đại huynh coi như tỷ muội. Họ sống, họ còn, họ mòn, họ mắc, họ bại, họ sụi. Cả dòng họ mà trở về đây nghe tao chửi nữa. Rồi ghen mà chữ là chữ vậy đó, chữ tốt cho chốt chót cái trận đó. Rồi hạ xuống địa phủ, lần chữ hết. Nhưng mà đặc biệt quý vị, một đêm đó, vào năm 1980, cái cô lang thang ngoài đường, khoảng 11, 12 giờ khuya, mà lúc đó Đào Hảo chưa có thành hành đâu. Chưa có cho ban trị sự mở lại quý vị, cho nên cô mới đi lang thang. Cô nói có ai không, có ai thức với tôi không, để tâm sự với tôi, sao ai không thương tôi hết trơn vậy.
cho cô đi tới cái ngôi nhà này của ông chủ này là ông theo đạo Hòa Hảo mà ngày xưa phát giảng á, ta hát nhỏ nhỏ mà chứ không phải hát lớn bây giờ đâu. Cái cô nghe cái câu đó là niệm chữ A Di dẹp lòng sầu, dám trì kinh kệ hoặc mau lâu cũng có ngày kia ta giải thoát. Giải thoát thì ta rõ đạo màu. Tự nhiên cô bình tĩnh quá vậy. Cô nói ai là cái người viết cái câu này, mà cái câu này cái nghĩa như thế nào, mà tại sao niệm chữ A Di là dẹp lòng sầu? Tại vì cô mang một bầu tâm sự. Bây giờ cô niệm chữ A Di là hết sầu, hết muộn. Vậy thì ai là cái người viết ra cái câu này? Cái cô nghe hết trơn cái bài muốn rõ đạo màu. Cô về nhà quá vậy. Cô viết về nhà, cô lấy viết của con cô đi học, cô ghi vô. Cô ghi vô sáng cô trở lại cái ngôi nhà đó, nhà công chủ đó, cô hỏi. Hỏi bây giờ cái đêm hôm tôi nghe cái câu này là như vậy, ai là cái người viết ra? Cái ông chủ nhà nói đây là giáo lý của thầy tôi. Thầy tôi là Đức Quỳnh Giáo Chủ gia đời tại Hòa Hảo. Ngài dạy đời cứu, dạy đạo cứu đời. Ai khổ thì niệm A Di, niệm Phật thì hết sầu hết khổ. Lúc bây giờ bà con biết không? Cái cô nói bây giờ cô đã là như vậy. Suốt 3 năm nay tình duyên của tôi bị người ta cướp đoạt, tôi giống như là khùng vậy. Hôm nay tôi nhận được cái câu này, duyên cơ duyên của tôi đã tới, hiểu được cái câu này, bây giờ tôi muốn quy y thì làm sao? Thì ông chủ nhà này ông mới lợi nhà, cô mượn tới nhà luôn, lập bàn thờ luôn đó chị, lập ngôi tam bảo cổ quyền, và cô lên bông qua nước giờ cô quy của tôi. Thì cô tu vô niệm Phật thẳng một tháng sau cô ngộ ra quý vị. Thế gian này nó không có cái gì của mình hết, vậy thì chỉ có cái niệm Phật mới là của mình thôi. Cô mới mời ông chồng với bà vợ nhỏ của ông chồng cô tới. 3 năm nay bà đã cướp chồng tôi, ông đã bỏ tôi, ông phụ tôi, thì tôi giao hết 50 con đất và một cái nhà. Tôi xin chỉ là 200 thôi, cách đây khoảng 500 mét, xin 200 đất vườn thôi. Tôi chở về đó tôi tu. Từ lúc bây giờ quý vị biết không, cô đến đó cô trồng thuốc nam, giờ cô chặt thuốc hơi, cô chở cho nhà thuốc nam quý vị. Bây giờ cô không còn như ngày xưa nữa, không còn đầu bù, không còn tắp rối, không còn bận áo sắp xếp đâu quý vị. Nhưng mà cái lúc bây giờ cái gương mặt của cô tỏ vẻ rất là hiền từ quý vị. Gương mặt khung ngày xưa bây giờ nó không còn cái gương mặt là đó nữa. Cô có phát bạn, cô có cho hai đứa con hay giờ con phải cho bạn bè đến má tới ngày mai này má sẽ ra đi. Lúc giờ đồng đạo nghe cô bệnh như vậy và sắp sửa ra đi đó, xúm lại cái gì, kẻ thì dạch dắt coi, nước nít thì leo lên trên cây dòm xuống coi cái gì, coi cô này cô có giảng sanh hay không, cô này có giảng sanh hay không. Cô nói như vậy không biết có giảng sanh hay không, bây giờ mình tới mình coi, người ta coi chặt nắp hết trơn cái gì. Đồng đạo thì lớp thì lo nhang đèn, lớp thì sắp sửa cho cô, rồi lớp thì hộ niệm cho cô. Đúng 12 giờ ra đồng hồ chờ. Đó là cô bảy cái tại Hoài An quý vị. Có phải pháp môn niệm Phật là pháp môn nhiệm màu nhất không quý vị? Hai bà con mình. Cho nên cái câu mà niệm chữ A Di dẹp lòng sầu, dám trì kinh kệ hoặc mau lâu cũng có ngày kia ta giải thoát. Giải thoát thì ta rõ đạo màu. Hay là ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Bà con mình dám niệm Phật không bà con mình? Về nhà dám niệm Phật là ai mà niệm Phật một tháng thôi đẹp như tôi vậy đó. Đó tôi nói thiệt. Dạ, về nhà ai xấu tự giác mình. Hồi xưa tôi nói má ba sanh tôi ra xấu muốn chết luôn, không bằng ai chứ. Giờ tôi đi đâu người ta cũng chê tôi chứ. Nhưng mà ngộ được tôi quý vị, giờ niệm Phật làm từ thiện giết nó có duyên gì nè quý vị. Chứ không á thôi cuộc đời này của tôi là không biết chìm tới đâu nữa. Cho nên người ta làm được thì mình làm được quý vị. Pháp môn tịnh độ nó rất là dễ tu, dễ hành, dễ chứng, dễ đắc nữa quý vị. Chúng ta gánh nước niệm Phật vẫn được, kẻ củi niệm Phật vẫn được, nấu cơm niệm Phật vẫn được quý vị. Đúng không bà con mình? Ở lúc nào mình cũng niệm Phật được, ngủ mình cũng vẫn niệm Phật được. Hiện nay bây giờ quý vị biết không, bình thường sinh hoạt đi nghỉ không có cái gì nhiều hết trơn á. Về nhà không đi đòn thì đi nghỉ đi làm mướn cho người ta nhổ cải, cái gì nhẹ nhẹ đó, nhưng mà ngủ cách xa với mấy cô già, mấy cô nữ đó, không có ngồi gần, mình cách xa khoảng 2-3 lít vậy đó. Có lần đó đi nghỉ đi kích cái thiệt khoảng 20 người, cho chị đến chứ đó, ôi trời ơi trong cái đám cải này có một bầy vịt lạc đó, con mỏng quý vị biết, vỗ tay vỗ đi nói mình cũng thắc cờ. Nó nói tự nhiên vì cái đưa mình vô con mỏng mà nó nói chúng là dĩa không cho dụng lông hết đi. Cho nên
mằng chung, nhưng mà ngồi thì ngồi xa quý vị chứ không ngồi gần. Cho nên quý vị biết không, cái pháp môn tịnh độ nếu ai hành trì được thì cái người này không còn phiền não và không còn những cái thói hư tật xấu nữa quý vị. Giáo lý của Đức Thầy có một câu: cả thải chúng hết cùng dặn vật, dầu tiên phàm, ma quỷ, súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện cùng hành trình được cứu cánh về nơi an dưỡng. Không phải mình niệm Phật mà được dẫn sanh không đâu, mà con thú, con vật niệm Phật đều dẫn sanh hết. Ông trưởng giả, ông nuôi con sáo cái gì? Ông nuôi con sáo, thì ông cho nó ăn ớt, ông lột lử. Ông lột lử giờ con sáo nó nói chuyện được. À nói gì nó mẹ mày, à nói gì cũng mẹ mày. Ông trưởng giả nói này: sáu, ta đặt mày là con biệt biệt nhi, nhưng mày mày có cái tâm linh, mày nói chuyện được. Các loài thú không ai nói chuyện được như mày hết. Nhưng mà từ đây con không có nói mẹ mày nữa. Mẹ mày là DM đó quý vị, nói chữ thời nhưng mà nó ghép dần không được. Nó nói mẹ mày. Từ đây sắp tới ai nói gì thì con niệm Phật nghe con, cái nó gật đầu. Ông sẽ niệm trước, con sẽ niệm sau. Con gật đầu được không con? Gật đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Cái từ đó tới sau quý vị, ai nói cái gì đó, mô Phật. Con sáu mà ăn con cào cào cái gì, mô Phật. Cuối cùng một tuần sau quý vị nó chết. Trưởng giả mới thấy rất là tội nghiệp, cho nên dục nó vô trong giác thì rất là ổn, cho nên đem ra trong hèo quý vị chôn. Một tháng sau ra măng cỏ, thì măng cỏ tới cái ngôi mộ con sáu. Cái ông thấy từ cái mộ nó mọc lên cái bông sen, thấy lạ quá. Cho nên lúc bây giờ mới bư lên quý vị. Bư lên thì cái bông sen này nó mọc từ ở trong lưỡi con sáo nó mọc ra. Nó có phải được giảm sanh không quý vị? Vậy thì con sáo nó làm được thì tất nhiên mình làm được. Mình tin pháp môn tịnh độ, mình làm được. Đức Phật A Di Đà có 48 lời thệ nguyện, mà lời thệ nguyện thứ 18, thứ 19: nếu chúng sanh trong cõi ta bà mười phương pháp giới, lúc lâm chung niệm từ 1 tới 10 thì nhất tâm bất loạn, thì ngài sẽ phóng hào quang xuống trước chúng sanh đó về cõi của ngài. Nếu không được như vậy thì ta không bao giờ ngồi trên chánh đẳng chánh giác. Mình tin lời thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà có, và mình tin mình sẽ làm được, và mình tin có cõi tịnh độ quý vị, thì cái lòng tin này mình sẽ làm được. Mình nghĩ đi, con sáo nó làm được thì tất nhiên mình sẽ làm được. Mình có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ chức năng quý vị. Mình còn gấp 10 lần con sáo nữa, hơn gấp 10 lần con sáo nữa. Tại sao mình không dám niệm Phật? Tại vì dòng đời ngược xuôi cuốn lôi bà con mình cho quên đi cái pháp môn tịnh độ này quý vị. Nên nhớ rằng ở thế gian này không có cái gì chung thủy với mình hết. Nhớ nghe bà con, đại nghĩa nói với bà con về suy nghĩ đi. Không có cái gì chung thủy với mình hết. Kể nè, vợ con nè, tiền của nè, ngựa xe nè, vàng dòng nè, chồng con nè, không bao giờ chung thủy. Mà ngược lại, nó có cái chung thủy quý vị. Ở đây bà con mình biết không? Nó có hai cái chung thủy. Một là tội, hai là phước. Hai cái này chúng ta sống nó cũng đi theo, mà chết nó cũng đi theo, ngồi nó cũng đi theo, mà nằm nó cũng đi theo. Chỉ có tội với phước thôi quý vị. Phước nhiều tiên cảnh lên dài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thương quý vị. Như vậy thì cuộc đời này chúng ta không lo cho ta thì lo cho ai quý vị? Thấy bà con và cô chú ngồi ở ngoài trước mặt có đề nghĩa toàn là U60, U70 không quý vị, U50 không quý vị. Vậy thì mình không lo cho mình thì còn lo cho ai quý vị? Mình không lo cho mình lo cho người khác thì kết cuộc mình sẽ là cái người chịu thiệt thòi, đúng không bà con mình? Cuối cùng mình sẽ là cái người chịu thiệt thòi. Không phải mình lo cho mình mà mình ăn sung mặc sướng, lên xe xuống ngựa dòi mài cạo vợt, mà mình lo cho mình là mình làm thế nào cho mình thoát ra cái cõi này. Đó là mình lo cho mình quý vị. Chứ suốt cuộc đời mình lo cho người khác rồi cuối cùng mình sẽ là cái người chịu thiệt thòi. Tôi có quen cái chị này, chị bán là bầu bí hủ qua đủ thứ hết trơn, nhưng mà mỗi lần chị ế là chỉ cho tôi 1-2 trái gì đó quý vị. Có khi chỉ cho 9-10 trái luôn, ăn không được thì đệ nghĩa cho người khác, ăn không hết cho người khác. Chị cho rồi chị về, nhưng mà một ngày đó chị hỏi anh Đồng Nghĩa, bây giờ tôi hỏi thiệt ông, ông trả lời thiệt, nếu không thiệt từ đây cho tới ế tôi bỏ chứ tôi không cho ông. Cái tôi nói hỏi đi, tôi biết tôi trả lời không thì thôi. Giờ tôi hỏi ông, bây giờ ông biết tôi rồi đó, tôi có 2 đứa con mà chồng tôi rất là dở. Tôi bán cái này nè,
một ngày lời có 100 mấy 200 ngàn, mà cô nói thiệt á, nó lời có 100 mấy 200 ngàn à, cuộc sống tôi rất là bon chen, rất là khổ. Nhưng mà tôi nói dốc, nói láo, nói khách, tôi lời 400-500 ngàn. Như vậy thì cái nói thiệt và cái nói khách này nó có tội hay không? Cái tôi nói có tội. Cái nói khách nói chấp có tội, mà cái nói thiệt không có tội. Thà là chị nói thiệt mà nó lời chỉ 100-200 ngàn thôi, nó khổ kiếp này, mà chị nói dốc nó láo, nó khổ kiếp này, giờ nó khổ kiếp sau, giờ nó khổ kiếp sau, có nghĩa khổ chồng khổ, chị chịu không? Không nói vậy kinh phóng lên xe đập ầu đi luôn. Nửa tháng sau quý vị gặp tôi chạy ngoài đường, nó nói, Nghĩa tôi nói nghe này, tôi nói gì bà, nó bụng nghe cái gì bà, trâu chối của tôi à, tự nhiên kêu tôi về tôi cũng hết hồn, nó bạn hàng mà kêu mình cũng sợ, không biết tôi ra tôi mua tôi trả giá gì đi, ông đọc bà nội nó kêu là có chữ cho chết đó. Ơi ông nói vậy bữa đó tôi chịu không, tôi về tôi suy nghĩ, thôi từ đây sắp tới tôi nói y vậy đi, con vỗ tay cho cô này, chỉ nói nhẹ một thôi, bà cô này có ngộ được quý vị, cho nên Đức Thầy mới nói nè, chi cho bằng ta sớm lo toan, dình nghĩa lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đau mắt, khỏi Tây Phương chư Phật đợi chờ, việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh, môn tịnh độ là phương cố gắng, dáng cùng hành kẻ phụ Phật xưa, lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, xâm thuyền gác trước đưa sanh chúng. Cho nên chúng ta sống trong cái thời kỳ mạt pháp này, trong cái thời kỳ nhiễu loạn này, chúng ta may mắn là được đế nghiệp giảng sanh quý vị. Niệm Phật được giảng sanh. Bây giờ người ta tổ chức ra cái phái đoàn, là người nào mà đau sắp sửa chết á, ta lại người ta hộ niệm. Có phước không quý vị? Thời ngày xưa Đức Phật còn trụ tại thế, tu nó dễ nhưng mà ngược lại nó khó quý vị. Nhưng mà bây giờ các vị tổ, các vị Phật đều duyên tịch hết để lại chúng ta ở nơi đây, thì chúng ta có phước tu khó nhưng mà nó rất là dễ. Mình chỉ niệm Phật thôi là được giảng sanh, niệm Phật thôi là được có duyên, niệm Phật thôi thì nó đẹp quý vị. Như vậy thì chúng ta không niệm Phật thì niệm cái gì đây quý vị? Nam mô A Di Đà Phật. Niệm chắc ăn là bà con mình nữa, sau này sẽ về bên kia chứ không còn ở đây nữa quý vị. Lên một câu thôi, mừng quá. Cho nên dạ, chắc ăn là mình sẽ về bên kia thôi. Cái thầy nói là niệm Phật mà cái lấy thiện duyên cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống quý vị, một câu niệm Phật thôi là mình cũng có duyên với Đức Phật quý vị. Mà ngày xưa cái vị tiền phu này nè, ông là cái người đóng củi, nhưng mà lên rừng đóng củi bị con cọp nó dò quý vị, nó dò ông sợ quá, ông phóng lên cây nói A Di Đà Phật. Nhưng mà kiếp sau Đức Phật ra đời, cái duyên đó quý vị, niệm không tròn vành, không giỏi chữ, chỉ A Di Đà Phật thôi, chứ không bây giờ mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Nhưng mà ông có duyên gặp Phật xuất gia quý vị. Nhưng mà khi mà ông xuất gia lúc đó 70 mấy tuổi rồi, ông vô cái hội trường của Đức Phật á, một kiền liên nói ông không có duyên, không có duyên Phật pháp. Ông xuất gia một thời gian ông cũng trở về hoàng tộc thôi, thì lúc đó ông buồn, ông khóc, ông trở ra, một kiền liên không cho xuất gia, thì ông đi ra ngoài gặp Đức Phật quý vị. Đức Phật cũng nói ông này có nhân duyên với tôi nhiều đời nhiều kiếp, kỷ niệm A Di Đà Phật thôi thì ông này sẽ được vào vào tràng của Đức Phật quý vị. Thì bà con mình nhớ nghe, ao xem báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, hay là cảnh thanh minh xem báo nực mùi nào ai rõ, cái vui chị táo vỗ tay nó tôi vậy. Cho nên về đó không còn khổ, không còn lội núi nữa, muốn đi cúng dường mười phương chư Phật, đầm chăn giá vỏ bay một cái là tới, chứ không phải lội núi giờ thở hào hển đâu quý vị. Như vậy thì buổi chia sẻ hôm nay chỉ có 30 phút thôi, hồi nãy là có nói với đại Dũng là xin 30 phút thôi. Như vậy thì mong bà con mình hiểu ý của đại nghĩa, rất mong bà con mình trở về nhà làm cái gì làm, nhớ niệm Phật, nhớ lo cho mình trước quý vị, lo cho mọi người sau, tại vì cái thời gian nó không còn dài, nếu còn dài đại nghĩa sẽ nói nhiều hơn. Vậy thì trước khi dứt lời, đại nghĩa xin cầu chúc cho bà con mình đi chuyến đi này về được trí tuệ phát khai, và ai có tu thì tu thêm, và ai chưa tu thì phát tâm tu quý vị. Và đại nghĩa cũng hồi hướng công đức này cho bà con, và hồi hướng cho công đức này cho tổ quyền thân tổ bà con mình, và cầu mong ơn trên mười phương chư Phật gia hộ tam bảo trường tồn, cho chúng sanh khổ có nơi nương tựa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Như Lai Phật. Đến đây đại nghĩa xin dứt lời. Pháp Nam mô Thập Phương Tăng, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy,
quan thượng đẳng đại thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh cho phái đoàn chúng con. Nay xin thành tâm cầu nguyện cho quốc thế dân an, bá tánh được an cư lạc nghiệp. Cầu nguyện cho thế giới cũng như đất nước Việt Nam mãi mãi không còn chiến tranh, không còn bệnh dịch hoành hành, trả lại sự bình an cho nhân loại. Cầu nguyện cho củ quyền thất tổ được tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Cầu nguyện cho gia đình Bụi Quyến được trên thuận dưới hòa, cơm no áo ấm. Cầu nguyện cho đoàn chúng con đi viếng núi lễ Phật và tất cả các chư vị hôm nay chúng con chung hang được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, giải hết quả căn, phát bồ đề tâm tu hành cho đến ngày thành công đắc đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Mời Thu Hương. Thống nhất xá bốn xá thay cho bốn đại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Mời xá ba xá cho giữa điện. Nam mô A Di Đà Phật bên trái, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát bên phải, Nam mô Quan Thâm Bồ Tát. Buổi cúng đã xong. Thì việc nào chúng ngang đó thì bỏ điện thoại trên, ở trên rồi đi bàn bạc ở lên trên hết. Rồi mình điện thoại, bàn bạc ở lên trên, rồi gửi cho người khác giữ, rồi lên trên giờ lấy lại nha. Rồi bây giờ... Rồi ai đi hang thì theo tôi. Tiền tự mình giữ. Tiền bạc đó, alo, cái tay giữ nha. Alo, xin hát. Điện thoại đi giúp bán nè. Quý ơi, chưa? Đó. Xuống nè. Rồi, một con, xeo á. Rồi, lát mình đẩy, bị con này nè, đứng ra. Đẩy đi. Nè, hay luôn. Hai em biết thì đi theo thấy mẹ. Từ từ thôi, từ từ thôi. Rồi ngồi đây xuống trước sao đó mình xuống chuyện ngay thôi ơi. Thì kính thưa quý vị, hiện tại thì bà con đang truy hang điện kính nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Phật.
Rồi giờ đây là bà con dẫn bà con đi trong đoàn 170 người đoàn U Minh Hạ. Giờ đây là đang điểm đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay là đi chung hang. Đây là chung hang điện kính cho bà con khám phá biết được cái hang điện kính. Mà nghe nói những người đi trước ta nói chung hang á, rồi cầu nguyện gian giá và đi qua đó và dán niệm Phật sẽ về được, sẽ hết bệnh, rồi sẽ được theo sự ý muốn của mình cầu nguyện gian giái. Không biết được hay không nhưng mà bà con rất tin tưởng, người ta chung hang, người ta đi lên, người ta cầu nguyện gian giái để người ta đi. Giờ đây trong đoàn bắt đầu chuẩn bị đi lai dài xuống, đi được một khúc và còn khúc ở phía trên còn lại. Dạ, yeah, cảm ơn huynh đã chia sẻ rất là chúc nhiều. Chúc chỗ vị thành công. Dạ. Yeah. À, giữ gì đâu, giữ gì. Nợ hả? Thôi thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa tất cả quý vị, hiện giờ phái đoàn của chúng ta đang đã dần tiến vào bên trong hang ha. Chúng ta nhìn kính rất là đại hơn quý vị. Thì trong khi thời gian trong hang thì không có chân ở ngoài quay. Dạ thì kính thưa quý vị, hiện tại Dương Cầm thì nãy giờ đang ở chỗ điện kính đường chui xuống. Giờ Dương Cầm cùng với mấy anh em YouTube và mấy sư huynh đã chào hôm nay hai nha. Ai có căn là hùng lang thang giải cũng được luôn nha. Dạ. Hiện tại thì Dương Cầm cùng với mấy anh em YouTube đang đứng ở trước miệng hang đợi bà con lên quay lại nữa nha quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi ha. Hùng Lan Lóc ơi, qua nay có giải được quả căn nào không? Thì cũng nhờ có bà con ra lại, người ta nhờ mình giải cho người ta, mình giải cho người ta cũng được một hai người. Gì hả? Quá đội cho người ta. Rồi mình làm như vậy là mình đúng có là thành công à, hơi chui đó. Mình làm từ thiện cho người ta hả huynh? À, vậy hả? Ờ, cảm ơn huynh rất là nhiều. Rồi nếu mà cái bệnh nào hay nữa mà mình đưa qua bên chú Hai. Chú Dũng nặng nữa là đưa qua bà Đại Hồng. Vậy hả? Nặng nữa là đem đi chôn. Chứ giờ đâu ai chỉ nổi nữa. Nặng nữa hết chị. Đây, cái này là cái dông này là dông lang thang. Bị người ta hầm đó, ta vô 3 năm nay rồi. Vậy hả? Bây giờ mất đi vậy hoài đó, không đi là bệnh. Không đi là nằm ngâm ngáp hoài ngộ đó, không biết sao. Tàn ơi, ngước cái mặt dở nón lên cho thấy căng cái ơi. Mình cởi nón ra cho mọi người thấy cái mặt cái ơi. Dạ, cái căng này ai nhức mỏi, nhức khớp, nhức giò, đau xương sống thì lại cái căn này, cái dông này người ta bấm nguyệt, người ta chỉ dùm cho, chỉ dứt pháp không ăn tiền, không ăn tiền, dạ chỉ làm từ thiện thôi, đem cái tâm tốt gì đó. Nhưng mà nếu ở nhà thì bệnh ngộ gì đó, ở nhà mắt nằm ngang thở ngâm ngáp lên hoài hả, giống như người đưa sắp sửa cấp cứu gì đó. Vậy đó. Vậy đó mà mạnh hôm nay nguyện kinh kiếm chào trong quý vị trong nước và ngoài nước. Ồ, bởi vì cái căn huynh cũng nặng lắm rồi. Đang dẫn đoàn chung hang thì chung hang bờ bên hồi nãy ở đầu hang bên kia đó là hang điện kính. Mà hồi trước đây đó, vào thời kỳ Phật thầy năm 1849 đến năm 1850, Đức Phật thầy đang dân du và dân du ở vùng Thất Sơn Bảy Núi, và đặc biệt cái hang này của các chư vị ở trên đây, của các đấng thiêng liêng ở đây, là quanh năm mây phủ tư bề, không ai biết cái hang này cả. Các vị giấu luôn cái chỗ này, tại chỗ này là chỗ linh thiêng, chỗ các ngài nương tựa và nơi ở nơi đây. Cho nên đó thì mây phủ tư bề, bất cứ ai lên đây cũng lạc lối không vô hang này được, nên gọi là điện kính hoặc là hang điện kính đó. Còn ngày hôm nay thì đến khi mà nhân loại đông người rồi, núi non này được hợp tác để du lịch rồi, thì mây kia tự tan hết rồi, các vị cũng nhường chỗ này lại cho nhân gian, cho con người. Vì con người đến chỗ nào là tàn phá nhân loại tới đó, tàn sát sinh linh tới đó, các ngài đi nhường chỗ này cho con người đi. Đi tới đâu nó xả rác, nó dùng đồ tùm lum tùm la, ai ở cho nổi. Cho nên giờ đây đoàn mình dẫn chung hang này cho biết luôn. Nói cho vui nhưng mà thật chất đó, cái hang này trước đây á, là của các đấng thiêng liêng, không cho ai đi vào, không ai cho biết hết. Nhưng sau này rồi cái duyên của con người tới rồi, cho nên đó là phải
phải cho con người chung vào hang cho biết luôn, biết được cái hang điện kính ở nơi đây. Giờ đây bà con mình thấy đó, đang chung hang từ từ đang lên. Và có ông chú, ông đang chỉ cách cho người ta để chung lên cái miệng hang. Và cô bác anh chị em mình nhìn thấy đó. Để nơi đây cũng cầu chúc cho mọi người chung hang rồi về mình đặt tiêu trừ, có người tai qua nạn khỏi. Rồi cảm ơn chú nha. Đây là ông đạo chung sức rồi. Rồi cho anh nói cho ý kiến anh. Đây ông vô trong hang ông ra nhập lên chung thấy gì không? Ra ho nha. Cho ý kiến anh ở chỗ này sao là ở vô cất chơi không? Chết. Trời nó thơm quá thơm. Không chơi ông thầy. Chơi một đống giống đó. Rồi đi lên đây, lên đây quay coi. Con thấy cái không có thấy gì đánh nữa vậy hả? Lên đi anh, lên. Cái tay này lên chút này. Lên đi. Tôi lùng quá, nó đạn cá ta. Hạ xuống hạ. Mới để bé tóc rồi, bây giờ. Chưa dậy. Đốt con chó rồi dính mà. Không biết rồi. Đúng rồi hả? Không phải mắt là cái máy con đó đã thì kính thưa ông bà cô chú anh chị các bạn, hiện tại thì bà con mình đang chui lên ha, con chú ông đạo chui lên đầu tiên, kế đây là ông chú là người thứ hai ha. Chỗ đó tay ra đó định thôi. Chỗ mấy ra? Nắm đây cái. Nam Mô A Di Đà Phật. Chú này ông người thứ hai ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật dễ cho một bát. Nam Mô A Di Đà Phật. Dễ mà phân dời quá. Phân dời nó cơ. Rồi, ra tới đây là phải rồi. Giờ năm nào cũng chung. Có anh ba năm nay. Dạ. Anh đi tới nha. Xây sống đó chú hai. Đi hàng xây sống gì vậy? Chung hàng mà xây sống. Bởi vậy chứ. Bởi vì bị hành phải hành căn phải. Căn mà căn qua năm rồi. À dạ thưa kính thưa quý vị, đây là căn 3 năm nha quý vị. Chung lên ha. Cái này ông xui đỡ đẻ bà xui nè. Ông xui đỡ đẻ bà xui luôn ha. Ông xui đẻ bà xui. Đỡ đẻ quên nó đỡ đẻ. Có người đem lên nha. Rồi người đẹp châu Á kìa. Rồi chàng giơ tay coi quý vị ơi. Nói lên cho người ta đi lên. Chú ngồi nói lên. Ngồi nói lên cho người ta ra nó dễ. Giá này cố đang lên mà để coi. Đó, cái tổ đông hay đó. Rồi cho xin ra. Khỏe quá. Đi đường này. Đi đường này gái ơi. Rồi lại lấy đồ luôn gái. Cái quả hồng đấy nha. Chắc là tiếng qua cả trăm mấy. Tâm đi với cha thì vô đó. Rất là đông người. Vậy là cái căn chưa giải rồi. Cái giò được để không thành công, không đủ ý chí chưa. Không chui là chưa giải căn được rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi ra ngoài thấy khỏe không con? Đi ra nếm tay ra chị. Em đưa chị một đạn đường nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chú nhóm lên chút xíu cho ta lên. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, về chí này là khỏe luôn rồi đó cô ơi. Đây, đây rồi. Rồi, uống luôn, rồi lên. Này dễ dễ đây, dễ sạch quá. Vô cái dễ sạch quá. Chào cô ơi. Mấy năm rồi cơm, mấy năm rồi? Dạ, mấy năm rồi? Không có biết nữa, chị mới biết rồi. Ờ, chị hai thẻ rồi, chị ơi. Rồi đi xuống đường này, đi xuống đường này. Nhờ 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 mình mới đợi đó. Đây. Chồng quá, chú chồng quá, chú nắm tay bên kia cho cha cháu á. Nắm tay nó nữa là lên này. Dạ. Rồi đi từ từ thôi con ơi. Từ từ nghe để chạy. Tôi biết tôi không chung, chung chắc tôi ra không được luôn quá. Bự quá trời. Người ta trăm mấy ký này đi được. Sao cái độ lỗ đó sao ra được? Vậy đó mà bình thường à. Không bình thường không được. Nam mô A Di Đà Phật. Cái tay dán nhóc cho nó lắm này. Cái tay phải. Nó mới rút đó cái tay trái dựng đây. Đúng ngang mũi. Mũi kinh quá. Ăn lên đỡ đi ở đây. Rồi, rửa ra. Sao nó đúng rồi đó nè. Rửa chút mỡ qua đây, chút mỡ. Mình quay chút mỡ. Chết ta. Cái này chắc tới chiều luôn mới ra hết nổi. Ngoài hồ. Bởi vì lên hơi lâu nè chứ đông quá. Tại trái nó kia, tại trái nhóc. Không phải chứ bà đâu. Rồi, nhóc lên, nhóc lên. Về thôi. Nhóc lên. Niệm Phật cô ơi, niệm Phật ơi, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ở dưới niệm Phật đi mấy cô ơi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Đỡ lên. Đỡ chịu cái giò. Dạ, ý là chịu cái giò đạp nó lên nó mới được. Đỡ cái trên này tao không có sợ. Gọi lên đi thôi. Rồi niệm Phật cô ơi, Nam mô A Di Đà Phật. Quay mặt ra luôn đi. Rồi về tiêu tăng bệnh tật luôn, mạnh khỏe luôn. Vì nó cái chuyện những cái đồng cái tay trái thì gọi là đoạn những cái tay phải thì nắm đây, tay phải nắm đây, tay trái thì trên. Phật cô ơi. Thẳng giò đi, thẳng một giò, còn một giò là dễ lên lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Em có kéo thùng dây cho em cảm. Nam mô A Di Đà Phật. Đừng có rút cái giò lên, để kêu chứ thẳng giò đi. Ở đây rút ra lên nè. Nam mô A Di Đà Phật. Con giò lại nó mắc lại, hình số 4 đâu có lên được. Nam mô A Di Đà Phật. Về cái tăng chức nghiệp cho hết bệnh tật con cô. Nam mô A Di Đà Phật.
Rồi giờ chuyến này là giải hết quả căng rồi đó cô ơi, khỏe rồi đó. Cái hang này mà mình chung là im lưng á. Hang càng dễ đi thì giải quả căng ít, hang càng khó đi giải quả căng nhiều. Cái lên như cô này là không có mệt luôn. Còn thấy người kia không biết đậu nắm kéo thì đẹp chết luôn. Rồi quá khỏe luôn ấy cô ơi, nó phạt. Rồi mô Phật quá khỏe luôn hay cô ơi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Mẹ đẻ cái đứt cô luôn nữa nha. Đi cái đây đi, đi cái đây đi. Bây giờ nói đâu. Rồi, rồi. Cái này này rộng cái nơi ra rồi. Đi đó. Rồi, 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 đâu có chặt đâu. Rồi, rồi, nắm vậy đó. Rồi, rồi nhóng, nhóng ra rồi, này. Rồi, rồi. Thử đó cái nữa. Sợ sợ cái này vô cái nó hồi hộp lên. Đúng rồi, đúng rồi. Nắm nó cho cộng dây chạy ngang rồi chị hai nó leo lên được. Rồi chuyến này về là khỏe luôn đó cô ơi. Mơ Phật. Mới thấy cạnh đây đó. Dạ dạ. Ngày nhậu lần đầu tiên. Dạ dạ. Về hết bệnh luôn đó cô ơi. Rồi lần đầu tiên cô được trải nghiệm cô thấy như thế nào vậy? Cô thấy rất là vui. À quá vui. Mơ Phật, mơ Phật. À cảm ơn cô. Đúng là đầu hàng nhưng nó mà vậy đó. Vậy là quá mừng. Dạ. Không, cái chị đó, cái chị này lên Ngọc Xanh thấy không? Chị này biết đi nè. Gọi xe chở dễ. Sao mà không khỏe mà mệt là sao? Mô Phật. Lên tới đây khỏe rồi. Rồi, tươi tay tâm sự luôn nha mấy cô. Lúc giờ phải lên mình trường đi bộ đội vậy đó. Bắn A bên mình trường qua mình vượt thằng nào bắn súng quá.
12 món nhậu là 12 món ăn nhậu á. Lăng lê bò tội á. Rồi, chuyến này về là hết bệnh tật luôn nha chú. Khỏe mạnh lên đó nha. Rồi, lên tới đây khỏe chưa? Có gì không? Khỏe không? Lên tới đây khỏe chưa? Mạnh như sâu rồi á. Mơ phần. Có thấy gì nhậu không chú? Tới nữa, tới nữa. Tới nữa. Dạ, kính thưa quý vị, đây là người hành căn 3 năm rồi. Nãy giờ đi đâu, giờ trở lại với anh? Nãy giờ đi quay vòng vòng cho bà con ta xem. Vậy hả, cảm ơn Quynh nha. Một tay ơi, một tay ơi. Nóng cẳng luôn, nóng cẳng luôn. Con này là... Rồi, sao rồi? Cô ơi, lên tới đây khỏe chưa? Khỏe hả? Chị ơi, đi cái này là mới biết không? Phương mẹ cái gì? Dạ. Giống như như mẹ đẻ vậy. Ôi, cảm ơn cô nghe. Ôi, cô xúc động quá luôn quý vị ơi. Nam mô A Di Đà. Mô Phật. Chắc thương mẹ nhiều rồi đó con. Dạ. Lần đây là lần đầu tiên của cô hả cô? Hay là đi mấy lần rồi? Lần đầu tiên ha. Dạ dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cô ấy đã xúc động quá quý vị ơi, lần đầu tiên đi núi về đợt này là cô ấy biết thương mẹ mình nhiều hơn luôn. Dạ, từ thành phố vô ha. Cha mẹ mình đẻ mình ra thì cái cháu là đi ra nè, mình chu lên đó mình vô hàng mới nhớ lại mẹ đi ra mà ra đi ra mà ra đi ra chứ cô từ thành phố Hồ Chí Minh đi vô, lần đầu tiên được chui hang và cảm nghĩ của cô về đợt này cô đã thương mẹ mình rất là nhiều luôn quý vị ơi, đúng là một điều thật là phi diệu nha quý vị. Dạ còn đây là những sư huynh đi theo đoàn và các cô đi theo để niệm Phật trợ duyên nha quý vị ơi. Rồi mừng cô với trung ngang cho luôn cô ơi. Nam mô A Di Đà Phật lên tới đây là khỏe rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cố lên cô ơi. Không vậy cho coi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi lên tới đây là quá khỏe luôn rồi. Rồi chuyến này về hết bệnh luôn các cô, hết bệnh luôn các cô ơi. Nam mô A Di Đà
Phật. Thấy cái lúc này càng tốt luôn rồi. Hết đau luôn rồi, hết đau lưng luôn. Rồi đó, bút lên, thích lên. Nắm tay nữa, tay trái nắm lên. Đàn ông mình chỉ mình thấy là cái đứt đứng lên trước, cái đứt lên trước, cái đậu rồi sao lên mất cái mông. Bắn súng nè, cái tay ra trường nè. Cái tay phải dối lên vịn con dây lúc trên. Không cần nào, cần tới mấy con căng mình mạnh lên. Cô vịn có cái câu cần cần cái nó lên liền à. Cái tay này. Cô nghiêng cái mình qua nha. Tiên cảnh. Bên đây về tiên cảnh. Về hầu mẹ, về bên mẹ rồi. Mà nay con không phải là đệ tử của mẹ. Con còn mắc ở trần gian, con ở lại trần gian kiếp này. Nếu kiếp sau có về mẹ thì nước là mình tới. Còn không có về mẹ thì con xuống dưới. Mình chưa có tới vợ. Là mẹ chưa lựa chọn con. Chín mùi. Chín mùi mới nói được. Tự từ nhỏ tới lớn tới bây giờ. Với con mới vừa về với bữa trước tới tuổi này nữa. Đã 30 năm mà chưa có duyên với mẹ. Hàng ngày mẹ đã theo dõi con. Chưa có tu độ lên sen để ngồi bên cạnh mẹ hầu mẹ cũng không quá. Để gót chân của mẹ đi như bút sen hồng. Mày qua này cũng không có luôn. Đây là hơn nó kép thôi. Chưa chú qua lên điện hay gì vậy thôi chẳng. Mẹ độ con hết bệnh hết hoạn. Thôi đến đây là con nghỉ nha mẹ. Rồi cô Tú à. Đó. Đó. Rồi. Chị tới vậy là tâm sự với mẹ coi. Tâm sự đi mẹ xả điện mẹ về mẹ cho múa rồi. Mẹ mua cho tâm sự lấy. Cô nãy đi xuống đường đó giờ hiện tại bà con mình đi lên nãy giờ cũng rất là đông mọi người quý vị đi ra tới đây thì bà con ai cũng hớn hở hết rất là khỏe à. Dạ kính thưa quý vị, thì nãy giờ quý vị cũng đã chứng kiến bà con mình chui xuống hang và lên hang. Thì hiện tại đang ở Điện Kính đó quý vị, Duy Cầm DC. Thì cũng xin kết thúc video tại đây. Và buổi sáng của đoàn đi núi Cấm U Minh Thượng, U Minh Hạ của mình từ nay cũng xin chấm dứt buổi sáng nha quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong video sau ha. Nhớ theo dõi và đăng ký kênh ủng hộ cho Duy Cầm nha quý vị. Dạ thì thân ái, mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong video sau. Nam Mô A Di Đà Phật.